Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của PN Vlog. Vàng là một loại trang sức được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là vàng Tây. Vàng Tây hiện nay là được rất nhiều các bạn trẻ ưa chuộng và sử dụng bởi vì vàng Tây có độ bền rất là cao và sản phẩm vàng Tây rất là đẹp. Và đặc biệt là vàng Tây thì giá rất là phù hợp so với túi tiền của các bạn trẻ. Vì vậy các bạn trẻ hiện nay rất là ưa chuộng vàng Tây. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một số mẫu vàng Tây. Mẫu mặt vàng Tây bằng vàng 10K. Và tất cả các mẫu mặt ở đây đều là các mẫu mặt đặc, không rỗng và ít đá. Các bạn bảo mình chọn vài mẫu nào mà nguyên đá riêng và không có đá riêng. Đây thì hôm nay mình chọn các mẫu là ít đá và không có đá để quay lên cho mọi người cùng tham khảo. Đây thì mẫu đầu tiên rất đẹp. Mẫu này là khoảng hơn 2 chỉ thôi vì nó được gắn đá xung quanh này. Các bạn nhìn viền đá xung quanh rất là sáng, làm cái mặt nổi lên rất là đẹp. Nhìn rất là to đúng không? Và mẫu này thì có thể nặng hơn mẫu đấy, nhưng mà lại nhỏ hơn vì mẫu này nó đặc hơn. Mẫu này là khoảng 2 chỉ rưỡi, tầm đấy, tầm 2 chỉ rưỡi. Mẫu kia khoảng hơn 2 chỉ một xíu thôi, thì mẫu này khoảng 2 chỉ rưỡi. Mẫu này được phay bằng các đường máy rất là sáng, các bạn nhìn sáng lấp lánh đúng không? Mẫu này nữa này, đây mình sẽ cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Các mẫu vàng Tây của mình thì các bạn không thể chê được, mẫu nào cũng đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Nhìn chỉ muốn đeo tất, không bỏ mẫu nào cả. Rất là sáng, đẹp, sắc nét từng chi tiết một. Và nhiều các bạn bảo xong mình không đọc giá hiện tại luôn, vì giá mỗi ngày nó thay đổi khác nhau, nó thay đổi theo hàng ngày. Hôm nay vàng tầm khoảng 1,5 triệu, mai vàng 1,7 triệu, 1,8 triệu hay là 2 triệu, thì mình không thể đọc làm sao đọc chuẩn giá được, nên là mình chỉ đọc số lượng chỉ thôi. Thì mình số lượng tầm bao nhiêu chỉ nhân với giá điện hiện tại hôm đấy, nhiều mai mình coi video hôm nay mình đăng thì ngày kia với các bạn mới xem thì các bạn hỏi thì giá lại khác rồi, nên là mình tính giá theo ngày hôm đấy, nên là mình không thể cập nhật giá chuẩn được luôn. Bạn nào thích mẫu nào thì chụp ảnh và nhắn tin qua fanpage Facebook mình. Mình sẽ để phần fanpage ở bên dưới phần bình luận để cho mọi người cùng nhắn tin về trong đấy. Đây mẫu này này. Và mẫu này là mẫu rồng. Màu trắng này là bạch kim, vẽ bạch kim lên cho nó sáng cho nó đẹp. Bạch kim giống vàng trắng á. Đây thực chất là không phải là vàng trắng chuẩn, vì mình vẽ bạch kim lên thôi mà, vẽ cái màu trắng lên thôi. Và mẫu này là mỏ neo này, mỏ neo đại bàng và bánh lái. Các bạn nhìn này, rất là đẹp. Làm sắc nét từng chi tiết một. Và mẫu này nữa, mẫu này là khá là nặng này. Mẫu này rơi vào tầm khoảng 6 đến 7 chỉ. Rất là nặng, vì nó đặc mà. Các bạn mua mẫu này thì yên tâm, đeo thoải mái tiệt ga, không bao giờ sợ hỏng được. Vì vàng Tây độ bền đã cao mà còn làm dày nữa thì tiệt ga. Các bạn cứ dùng thoải mái. Và mẫu bên cạnh này này, đây là một siêu phẩm này. Mẫu này thì rơi trọng lượng tổng 8 chỉ, gần một cây đấy, đặc, là làm một chú rồng ở bên trên, bề mặt bên trên thì rất là đẹp, sắc nét từng chi tiết một. Mẫu này là mẫu nhỏ hơn một xíu, cũng giống giống với mẫu này này, giống với mẫu bên này, nhưng mà nhỏ hơn một xíu thôi. Thì mẫu này chỉ tầm khoảng 4 đến 5 chỉ thôi. Mấy mẫu này nó đặc nên là rất là nặng, mọi người lưu ý.
Mọi người thấy nó đẹp không? Quá đẹp luôn. Và bạn nào muốn mình quay một sản phẩm nào đó, hay là quay bất cứ một sản phẩm nào bạn thích, như là dây chuyền vàng tây, dây chuyền bạc, hay dây chuyền vàng ta, hay nhẫn, bất cứ một sản phẩm nào các bạn thích, thì các bạn hãy comment xuống phần bình luận để cho mình biết được, để mình đọc, mình sẽ thấy các bạn bình luận được là quay nhẫn như này hay quay dây như này. Nếu mình đọc thì mình sẽ quay lên cho mọi người cùng tham khảo, cùng xem. Và mình đã giới thiệu đủ hết các mẫu rồi. Ở cái này là cái nanh, lợn bọc vàng. Cái nanh này thì bọc mất khoảng gần 2 chỉ vàng, mất khoảng một chỉ 7, chỉ 8 vàng. Bọc cái nanh lợn rừng. Và bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để được đón xem những video mới nhất của mình. Và mình sẽ làm ra thật nhiều video hay và để cho mọi người cùng hiểu hơn về cái nghề kim hoàn này. Nghề kim hoàn này rất là đơn giản thôi, không có gì là khó cả. Các bạn xem rồi các bạn sẽ cuối cùng các bạn cũng sẽ hiểu hết thôi, rất là đơn giản. Và video mình đến đây là kết thúc rồi, và cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đón xem video của mình. Xin cảm ơn.